Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Hai trận đánh của mỹ nữ Ngô Cá Hân diễn ra ngày hôm qua, 26 tháng 4, 2023, giải cờ tướng Bạch Châu Bôi. Mời bạn xem trận đầu tiên, Ngô Cá Hân cầm đỏ đi tiên, gặp Lưu Quang cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。
Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Chơi đến đây thì kém tới 5 quân chốt, cho nên Lưu Quang đã buông cờ nhận thua mà bạn xem tiếp ván thứ hai. Ngô Khải Hân cầm đỏ đi tiên, gặp Hạng Ni cầm đen thấu hậu mà bạn thách thức. Trang Chuyên. Trang Chuyên.
将军。将军。Chơi đến đây thì Hằng Ni đã buông cờ nhận thua, mình xin đi vài biến để dẫn đến sát cục. Tướng quân. Tướng quân. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, mình đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.